cũng pha chết cũng hơi lỗi ở dưới boss đấy, lúc chưa có level 6 đấy, bị rupture, bị vẽ vòng. Có bát tổng của Nigma đang là rất khỏe nè, AP Supernova và thêm cả cái ulti của DP nữa. Lựa chọn ban đi Slada để có thể bảo vệ Sven. Hợp lý. Và họ đang nghĩ rằng một con Blood đi mid à? Em thì em nghĩ là cái combo off lane của Liquid sẽ là Blood và Evo đúng không? Nhưng mà Nigma lại ban Slada thì họ nghĩ rằng Blood đi mid thì mới ban Slada chứ. Blood mà đi mid với cả DP thì hơi tiêu. Cũng được, thật Không ra làm gì được. cái kèo này nhá. Nếu mà em nhớ từ đợt trước thì là Blood hơn rất là nhiều luôn. Em nhớ cái trận đấu mà 458 suýt chút nữa đi TI đấy. À. Team Tiger gặp team TNC đấy. Thì ở trong cặp 33 đấy thì 458 chỉ cầm DP và bên kia là Blood và Blood deny cho DP vỡ mặt luôn. Thì đúng là con DP này còn cái animation nó hơi tệ. Đúng rồi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, bây giờ thì khó hơn. Blood không mạnh bằng đợt trước nữa. Đợt trước thì búp đam vào deny, búp một vào deny nó khỏe. Bây giờ là cái thớt bên nó chỉ chạy Chạy nhanh nhanh, thôi. đánh đánh nhanh thôi. Cái thớt thì đánh nhanh, à chạy nhanh, còn cái một bây giờ chỉ là đánh nhanh thôi, Đấy. không có đam. Thành ra là Khi cũng không cái thớt deny là bị được. nốc kinh nhở. Ngày xưa là các bạn vừa chạy nhanh, Đam to. vừa đem to. Khỏe các bạn. Xong rồi bây giờ thì chỉ còn mỗi chạy nhanh, chả còn cái gì cả. À còn còn cái gọi là ai đứng cạnh clip, nếu clip Hồi chết máu, thì hồi đúng máu. rồi. Nigma sẽ lát bích gì đây? Liquid thì rất cẩn thận, đã ban đi cả một con Omi rồi. Và đó là Ashe. Ashe Phượng, một combo nó cũng không phải là quá cũ đâu. Cái meta này thì cái team dùng nhiều là cái team VP cũ, khi mà còn Resolution với cả JX thì VP cũng dùng cái Ashe Phượng rất hay. Em còn nhớ là có một team đã sử dụng cái combo này ngày hôm qua. Hôm qua đấy. Na'Vi. Có dùng à? Na'Vi, đó là combo dành cho General. General chơi một con Ashe và anh ta lên ơn đấy. Anh Đúng đúng đúng, ấy anh nhớ rồi. Trận đấy lên ơn thì đi cho PA chết luôn. Đó, đấy là bị Phoenix Con Void. à, Void à? Bị Phoenix Void. Nhưng mà em nghĩ là PA thì không khác gì Void, mà có khi PA còn yếu hơn. Để Void ít ra còn tham quắc Ừ, Void còn hồi máu được chứ PA thì lấy đâu ra hồi máu. Khéo khéo trận này Michael trộn lại bắt trước. Không ơi, em Oracle ơn với cả Master Không Hunger lên, cái không lên, gì. không lên. Và một phát là giải luôn. Nhưng mà ít Không ra được. là cái lên này vẫn là một cái lên khỏe. Makoto cứ mắc ba thôi, xong dí dí vào để quay. Chính xác. Đầu tiên thì có lẽ là vẫn phải tăng. Không. Với việc là đối phương là Oracle thì tăng Master Hunger thì nó không hay. Không hay một chút nào cả. Và đây rồi. Chúng ta đã có đội hình đầy đủ của cả hai team. Nigma họ có cho mình một con DP đi mid trong tài Guiha, GS Phượng Hoàng, mà còn Triệu Ách, Miracle, Sven Carry và Kuroki sẽ làm con Magnus ở vị trí support số 5. Còn về phần của Liquid thì sao? Boshi cầm Invoker, nhưng mà bọn mình đã dự đoán ngay từ đầu rồi. Qava cầm một con Bloodseeker, Insania Oracle sắp đâm, Mickey PA đi carry và Taiga giống là Tiny này đi mid này. Tuy Trận là đấu Taiga đánh này nhưng mà Taiga sẽ cầm Tiny đi mid cho mà xem. hay là Blood Team Mid giống như anh Hiếu đã bảo, đi cùng với cả DP. Taiga đi mid, nhìn xem, vào phát được xe Tango luôn à. Thế Taiga cũng đánh Ursa đi mid rồi, thành ra anh ta đi mid được. Ông này là người chơi hệ đất đá, toàn chơi mấy con gọi là hệ thổ đấy. hệ thổ. Xem Tiny có đi mid hay không đây. Tôi nghi là con Tiny này sẽ đi mid. Không biết là trận đấu này thì anh Hiếu tin vào lab của team nào hơn. Không phải rồi, sorry anh em. Như nào? Invo đi mid. Boss cầm Invo đi mid. Và Quava sẽ cầm một con Blood Offlane và tiếp tục đi cả Tiny. À, Invo đi mid luôn anh em ạ, chứ không phải là một con Invo support số 4. Không phải là cái con Invo mà sẽ chạy long quăng rồi là lốc Sven lên như anh Hiếu đã bảo. Dị nhỉ. Đi mid, ơi có mid thì được. Hình như đây là trận đấu đầu tiên. Trận đấu đầu tiên mà Boxy cầm một Invoker đi mid. Nếu mà bị một cái xi lanh hút máu đi, sau lốc bị lên thì lốc lên lùi về là xong. Lốc lên lùi về. Đơn giản. Lúc đầu thì cơ cái con set băng Invoker này thì đam không to bằng DP nhá. DP đam to hơn rất là nhiều, 66. Invoker thì có 47. Invoker set băng thì có thể gọi là đi roam gank liên tục, cũng không quá khó đánh đâu. Vâng. Mà con trô thì cứ bảo là go when ready. Ok. Thì go when ready rồi mà. Sorry, bảo 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 ok. Đâu rồi. Rất là lịch sự đến từ cả hai team.
Nói chung thì mặc dù là họ ở trong game đánh nhau chí chóe nhưng mà rõ ràng là vẫn phải giữ một cái... Thật ra thì vẫn có thể coi đều là đồng nghiệp với nhau cả. Bây giờ gì đâu. Giữ cho mình một cái thái độ vui vẻ, nhỡ đâu có ngay lại là đồng đội với nhau thì sao? Biết làm sao được. Việc mà Dota người này gọi là chuyển sang team kia, swap player là chuyện rất bình thường. Em nghĩ là cái vấn đề điển hình, à chính là cái điển hình đó là Viha đấy. Viha thì ngày xưa thì từng vả cho Nick 3 vỡ mồm ra với ông Minoko Kuroki bị cái con Timber nó vả cho thì thôi rồi các bạn ạ. Nhưng mà sau đó thì Viha lại trở thành đồng đội của Minoko. Nói chung mà cứ dĩ hòa vi quý thôi, biết làm sao được. Hôm nay là không cùng team nhưng ngày mai vớ vẩn lại là cùng team với nhau thì làm sao? Nào đầu game thì con Ash này đi cùng với cả PA khá ngon, có thể đi đọt được. Nhưng mà về phần của Boxy, em muốn xem là anh ta tăng Exhaust à? Tăng chưa tăng. Thường là tăng... Thôi tăng... Tăng W. Tăng Quad thôi. Bây giờ mà tăng Exhaust thì... sai quá. Anh nghĩ là tăng Quách. Tăng Quách để lát hit có tay dài. Đặt EMP lát hit có tay dài. Đúng rồi. Bây giờ DP không né ra thì sẽ bị burn mana. Mà cái lượng đam của cái... EMP thì cũng vào được con tay dài khi con tay dài có mana mà. Vâng, chấp. Dưới bot thì sao? Có vẻ như là Kuroki đã bị bớ. Cú vẽ vòng là chính xác của Kuroki. Có giày sẽ về được thôi. Tay gà vẫn đang dí theo. Hai hero đều có giày. Cái... giặc quê hay như nào? Nghĩ vật chán. Thực sự là Kuroki chưa bao giờ là một người có kỹ năng quá cao. Vậy ta đã phải nằm xuống trong tay của Liquid. Không, Kuroki là người có kỹ năng cao. Nhưng mà chắc là mang nước thì không. Chắc là cái chấn thương thì nó vẫn chưa lành lặn hẳn. Thành ra là đánh trông có vẻ hơi gãy. Và cống ngay cho bên phía của team Liquid một mạng phớt lút. Hay cũng có thể đây. Kịch bản này bạn. Bây giờ cái phân lút này thì ai biết được đâu. Tôi lỗi một tí thì sao? Chết phải... trước như vậy thắng game sao? Chưa chắc. Ở mid DP nó sẽ là thoải mái thôi. DP là hero đi lên tương đối khỏe. Đàn to. Tại dài. Không hề ngán cái con Invoker này. Ở đây sao gì hết. Đang bị harass mà anh ta đang không hề có cho mình Fire Spirit hay là một phi tiêu là chết. Có sở tích này sẽ... Satisfy, cắn mọi thứ để sống. Nhưng không, không được. Bị gửi máu, thành ra là cái việc của Mickey chém vào cũng khá đơn giản khi mà không sợ bị quất sai. Em nghĩ là cái mạng của GS thì nó cũng cũng được, phải là thọt lắm. Đúng. Khi mà Mickey thì anh ta cũng phải bỏ lên farm. Không phải là mạng first blood, cũng như là Mickey đã mất đi cho mình một wave creep rồi. 156 gold thì quy ra cũng chỉ ngang với cả một wave creep thôi. Ngang ngang, tầm đấy. Rõ ràng là cái việc mà anh ta chết thì không có ảnh hưởng đến cái trận đấu này. Về phần của Mike Control thì được gần như là free farm, chuẩn bị có level 3. Đúng rồi. Tí nữa level 3 thì tăng... Có thể cân nhắc tăng 2 điểm bất thằng G chăng? Lúc đầu đốt cho nó đau. Hay là cứ tăng mắc counter Helix. Ôi, ở đây thì Insania đang gặp vấn đề này. Bốn phượng rất khó chịu. À, né khá là dẻo. Quay trở lại xuống khu vực bot xem nào, vẽ vòng nhưng mà Miyako không quan tâm, kệ, chịu đấm ăn tiền thôi, chấp nhận mất máu để có thể lát hit được con creep. Trên khu top này thì Mike Control với hai điểm xoay thì anh ta bắt đầu băng trụ rồi, dí theo Insania để có thể cấu rỉa lượng máu. Và bây giờ khi mà creep tràn vào trụ thì PA sẽ rất khó farm, không dám quá hổ báo đến từ Mike Control khi mà lượng máu anh ta mất tương đối nhiều rồi. Giải rất nhanh đến từ Insania thôi. Mà con Châu thì cũng biết nên là anh ta chỉ đang một điểm. Không cần tăng nhiều làm gì cả. Mắc counter Helix. Tí nữa thì tăng thêm một vài điểm côn. Ô, Kaka. Xong rồi. Insania điều khiển. Không ổn cho lắm nha. Đây mình màu to. Bây giờ thì... giết bật phượng lên nhưng không được rồi. Lượng sát thương level này vẫn thiếu. Ở mid thì sao? Viha vẫn đang là người farm nhỉnh hơn so với cả một con Invoker set băng. Đã lấy thêm cho mình một cái nun nữa để có thể last hit cũng là deny. Dưới bot thì Miyako vừa né được một tình huống vẽ vòng qua va. Vẫn chỉ đang là cố ăn harass nhau thôi, chưa có mạng. Thì Liquid thì có chia sẻ là họ cũng
hơi chán về những vị trí của các player. Tức là người thì chán không chơi sắp nữa, người thì muốn chuyển sang đánh co. Đó là lý do vì sao mà các bạn đã thấy một con Involimit trong giải Boxy. Thường thì anh ta sẽ là người đi off, nhưng bây giờ anh ta đang đi mid. Với việc My Control quá hổ báo thì anh ta cũng đã phải nằm xuống một mạng. Sẽ hướng đến cho mình cái Vanguard đầu tiên. Vanguard thì có thể cản len dễ hơn. Vì Hà tràn lên tự tin khi mà dính cho mình một cái câu snap, nhưng anh ta đang hút máu ngược. Đúng. Và có cho mình một lá cần. Sao đây? Hết mana rồi, dính lốc và sẽ chết hay không? Ô! Kịp cắn lá cần. Và lượng mana là đủ để anh ta có thể vẩy ma thêm một lần nữa. Ăn cho mình cái run hết và sau đó chạy thẳng về chạy nhà. Thẳng về nhà. Được. Ui, tươi quá. Tuyệt vời nhất là regen. Hết thì tạo ổn. Hết cũng được. Chạy thẳng về nhà rồi nó teleport ra. Dưới boss này thì Nygma vừa có cho mình một cái combo đơn giản thôi. Sven stun, sau đó là Magnus ụt vào trụ. Và Tiny vẫn có thể lùi về. Một game đấu mà em nghĩ là Crusher thì nó sẽ không quá ảnh hưởng đến Miracle giống như là game đấu trước. Khi mà nếu anh ta sở hữu gậy xanh, anh ta bay đi phát là xong. Trên đường bay là đang ở trang trạng ấy. Bất tử, bất tử. Và Miracle lại bị tót lên trời. Kuroki đẩy trượt. Liên tiếp là những tình huống skill shot hai không chính xác đến từ bên phía của Nygma. Và em đang sốc muốn nhìn được một tình huống sốc quay. Ôi trời ơi, chém lát. Xong rồi. Đông chết khi mà có ơn rồi. Dí ơn vào và giết Miracle thôi. Quava anh ta sẽ không bỏ qua cái mạng này đâu. Và ngay lập tức Quava lại được reset. Ô, nhưng mà clip từng giết mà không sao. Ít nhất thì anh ta đã có lại cho mình hai điểm ơn để có thể tiếp tục sử dụng ở những tình huống tiếp theo. Nhưng mà lại không được tiền anh ạ. Thôi tiếc. Được, còn hơn là không được gì. Giờ thì Magoncho sẽ là người quay khi có cả Taiga hỗ trợ. Nào Liquid. Vâng, một cú combo rất đơn giản thôi. Vâng, cái con ách này thì đang không ổn lắm. Ở mid này thì ba người liền. Và bên phía của team Nygma đã lấy được mạng của anh chàng Boxy rồi. Có một cái xe và sẽ tận dụng cả đàn ma cả xe để có thể lấy cho mình cái trụ mid. Cảm giác sẽ là không đủ, mà ít ra họ cũng phải cấu đi cho mình khoảng độ nửa máu ở trụ đi. Cố gắng bảo vệ con xe và họ đang thành công. Thời gian ma của DP vẫn còn một chút. Cố gắng tận dụng nốt. Trời thì Viha sẽ bị tót ngược về trong. Không tay ga. Anh ta hơi miss kill một chút. Bây giờ thì mới tót được về nhưng Viha còn nhiều máu quá. Nó là cái khoảng thời gian mà ma thu ngược trở lại. Lượng hồi máu là rất lớn nhưng mà Viha bị trói lại, bị dính EMP và tất cả mọi thứ đến với phía Liquid. Giờ thì họ sẽ tràn lên thôi. Nhưng coi va có hơi vui quá không? Ok, vậy anh ta sẽ về được khi mà có Oracle hỗ trợ. Rất là máu lửa đến từ Liquid. Cảm thấy thích là họ có thể kéo 4 người ra mid để có thể đánh nhau với cả Nygma, bảo vệ cái trụ ở mid. Vậy có lẽ là clip tràn vào trụ thì vẫn farm được thôi. Một con ách chưa có giày. Em thấy là cái bàn gác nó đang được mang lên. Đang mang lên rồi. Và anh ta cũng chỉ là để có thể cản len để farm thôi, cũng không giết được cái con PA này đâu. Cái việc lên Vanguard là để làm cho cái độ cứng cáp tăng lên thôi. Farm nó không mất máu. Nào, bắt vào một con Tiny. Lượng sát thương phép đến từ Phoenix. Và Kuroki sẽ đủ. Cần thêm một tiếng sốc quay và mong rằng là Kuroki sẽ không làm mù mắt tôi. Nào, đây rồi. Xử lý cẩn thận hơn. Slow lại. Nó sẽ dễ hơn so với cả gái sốc quay cả. Lần trước thì thôi. Kiếp. Xem mà mù hết cả mắt. Không có giày, hơi khó để có thể dí theo. Có cho mình một rất cứng, anh ta có Vanguard. Và rõ ràng là những tiếng đánh tay đến từ Oracle nó không hề thấm tháp gì cả. Trông kìa, đến cả Mickey chém. Nó còn không thấm lắm. Đây là ba người nhá, Tiny đang đến. Và bây giờ thì sao? Phoenix hỗ trợ nhưng vấn đề là chỉ là một cái sunrise thôi. Liệu nó có đủ không? Nó không đủ. Và còn Cho tiếp tục nằm xuống nhưng ít ra anh ta câu được một tiếng teleport đến bên phía Boxy như Taiga. Giờ để lốc được Phoenix lên. Phoenix Icarus Dive là sẵn sàng. Về được. Có sai để có thể blink vào nhưng mà tương đối xa. Taiga thì anh ta vẫn truy đuổi và đây là một con Phoenix đang bị ngửi máu. Sao đây? Đủ mana để combo khi có những quả xoài nhưng mà GS thì vẫn có thể lùi về thành công. Nygma họ cực kỳ là chăm chỉ trong cái việc di chuyển để có thể có cho mình những cái mạng. Cố gắng để cho PA xanh nhất có thể. Anh nghĩ là cái điểm yếu của việc mà một người không thuận tay đi mid. Đi mid là gì? Có lẽ là đi lane không quá cứng, sẽ last hit deny kém hơn đối phương. Và điều đó nó đang xảy ra. Boxy anh ta di chuyển nhiều và không farm quá nhiều lên.
Một con Invo mới chỉ có cho mình Netcode là 2k5. Bây giờ đi sau đấy, Mickey bị dí vào, Michael Choco được. Và tên là hết rồi thì Mickey rồi. Không có giày. Không có giày. Có Master Hunger để có thể giảm đi cái tốc độ di chuyển, cũng như là tăng cái tốc độ di chuyển của bản thân mình lên. Pha đấy thì cũng có cả một cái slow của DP nữa, nên là mới tiếp cận được. Bây giờ thì chắc là Mai có dụ đóng một đôi giày đâu. Một đôi BTS là đủ, không cần phải là phơi là cái gì cả. Đang xanh thì cứ lên BTS, sau đó là đóng thẳng một cái Blink. Miyako thì có lẽ đây là thời điểm anh ta có thể rút vào rừng rồi. Đúng. Nên là di chuyển, nhưng mà chắc chắn là đây là lúc mà Liquid họ sẽ muốn lấy cho mình cái chút. Đã thấy một tình huống đi gành đến từ bên phía của Liquid và anh đang là kêu gọi sự hỗ trợ. Miyako đang chọn góc để cố gắng TP đấy. Nào, teleport. Ồ, chưa thấy đối phương đẩy đá. Và Miyako quyết định đánh luôn. Vâng, làm sao đây, quật hết đến từ Miyako. Rõ ràng là bên phía của Liquid họ tính toán thôi. Tại sao lại sổ vào người Sabet như vậy? Grapcher nó không gây được một chút sát thương nào khi mà Tiny không tiếp cận được cái tốt. Và tầm này PA chém không thấm. Tại sao cái gì vậy? Cũng phải là nói đến cái việc là Miyako đã hoàn thành cho mình bao cheat cũng như là MOM chém cực kỳ nhanh. Có lượng đam thì nó được bổ sung đến từ Ghost Chang rồi. Và như vậy là PA đang cực kỳ thọt. Anh ta vừa mới TP xuống bot để hỗ trợ đồng đội ăn trụ nhưng mà lại chết luôn. Sao lại còn cống mạng cho Miyako nữa? Ô, ở đây thì Kuroki bị gửi máu nhưng không sao, đang được hồi lại. Lượng máu của mình cũng như là có một cái giày sẽ là hồi lại nhanh thôi, không vấn đề. Pha đấy anh có để được có bao nhiêu gánh không? Bốn người đi gánh. Bốn người đi gánh. Và Miyako quật chết hai người. Chỉ có hai người tiếp cận được. Hai người tiếp cận được. Tiny ở xa. Bị dắt ở đằng sau. Oracle bị dắt, Tiny thì không tiếp cận được. Có mỗi Blue với cả PA thôi. Chứ pha đấy mà Tiny mà tiếp cận được top một phát thì chắc là cũng đi. Miyako gọi là làm đôi luôn. Cái gì? Bốn ông gánh tồi á? Xong rồi, trận này thì Miyako không thọt. Mà đang là một con Sven cực kỳ xanh. Level 11 vào phút thứ 10. Bây giờ xong rồi. Cái việc giết người giúp cho những người chơi được cực kỳ nhiều điểm kinh nghiệm. Lên level sẽ là rất nhanh. Vâng, farm vượt thời gian các bạn ạ. 10 phút level 11. Người duy nhất mà tôi từng biết đó là Luna của Papalazzi. Anh ta đạt level 25 trước phút 25. Nhưng mà cái con Sven này thì chắc là không được như thế đâu. Cùng lắm là 25 phút thì tầm 22, 21 thôi. Nếu giết được nhiều người thì may ra. Khó lắm. Nói chung là nếu mà 25 nhanh đi thì cũng phải là tầm khoảng 30 phút. Ừ. Tham binh khá chuẩn. Anh ta biết rằng là tầm này Rapture chưa đau lắm. Và có thể căn được cái Supernova, coi và teleport. Không được. Rõ ràng là Makoto đã đến kịp thời trận đấu này. Nigma họ thi đấu. Em cứ được khá đồng nhất với nhau. Đúng. Cảm giác là khác hẳn với game đấu đầu tiên. Di chuyển cũng theo một cái thể thống nhất. Cần đánh là sẽ có đủ người luôn, chứ không đến nỗi là combat defy thiếu người. Tăng luôn trụ để có thể ăn cho nhanh. Tay gà bò. Và anh ta đang di chuyển ra mid. Vấn đề là cái người mà họ đang tập trung vào đó là một con sắp 5. Kuroki không quan tâm. Thôi thì cũng được. Bây giờ đổi một bạn sắp 5 lấy một bạn. Chính hơn là lấy cái trụ ở dưới boss thì các bạn sẽ đổi cái gì? Ui, lại có vá. Ít ra thì Liquid họ cũng không đép được, thì lấy được mạng sắt thì còn đỡ, bù lại phần nào. Mạng trôi cố gắng hướng đến cho mình một cái Blink thôi. Cái rune thì nằm ở trên top. Đó là một cái rune gì đây? Double Dam. Vẫn đang để dành. Và Axe sẽ là người ăn nữa. Hay là dừng lại dành cho DP nhỉ? Đúng rồi, DP đi. Thì Ha có bottle mà. Tầm này thì Sven vẫn đang bận farm. Anh ạ, chả cần một cái rune Double Dam làm gì. Thật ra thì trông cũng không thọt lắm đâu. Với tốc độ này thì khoảng độ 15 phút đi sẽ là có cho mình một cái Fury. Em thấy là cái Brute Squad thì đang cầm lên thì phải đúng không? Đúng rồi, đang cầm lên. Thế thì còn có 1.400 nữa. Có khi trận này còn nhanh hơn cả Miracle. Vòng Boxy lựa chọn một item hơi tham lam. Nó là một cái Bidat. Bidat dành cho Invo. Đây rồi, mày đan thôi chứ Bidat cái gì? Lúc em thấy Bidat mà. Chắc là đổi rồi, đổi ý thôi. Không, Bidat là vừa được hoàn thành anh ạ. À vừa thành, à ok. Thế thì em lại tưởng là đánh người lết à? Đêm rồi mắt em mờ, em nhìn nhầm. Rõ ràng vừa thấy lên Bidat xong. Không? Không có ơn luôn. Không ơn. Thế thì câu trả đáp sẽ là không được quá khỏe. Sẽ không gây khó chịu được. Trận đấu này thì vấn đề duy nhất mà Liquid đang gặp phải đó là Sven. Sven farm nhanh quá. Họ đang chưa tìm được lời giải cho Miyako. Thẳng gậy xanh luôn. BKB trước chứ anh? BKB trước đây. Chứ? À, anh ta vừa đảo lại. Anh nhìn nhầm. BKB cho chắc, bởi vì đối phương là Invo mà. Ừ, Invo thì bây giờ bay vào combat
bây giờ có gậy xanh bay vào mà bị Evo block lên mất cho mình Empower thì cũng là thiếu đam. Xong rồi bị Oracle khóa tay thì cũng không chém được. BKB. BKB chắc trước. Nào. Gậy xanh sau. Dưới này thì GS vẫn đang cố gắng để hold lại cái trụ này. Trận đấu mà Liquid họ đang làm không ổn khi mà đây là phút thứ 14 rồi mà chưa ăn được cái trụ nào của Nigma cả. Không ăn được trụ, thành ra là cái network nó không được đẩy lên nhanh để cho EA có thể hoàn thành cho mình cái full đi sớm. 13 phút mà Miracle đạt được 8.500 network. Tức là cái lượng GBM của anh ta nó phải rơi vào tầm 700-800. Đi đâu đây? Smoke nhưng mà không gặp ai rồi. Di chuyển ra cùng với cả Maconcho. Nhưng mà Maconcho thì không có Blink thì gì? Ờ. Đi đâu nhở? Tham binh này hơi lạ. Chẳng giết được ai đâu. Vâng, muốn tìm PA nhưng mà không thấy. Hay là Miracle sẽ tiện đường công tác farm đây. Này, cái Senshi này có cắm để check cái quốc bên trên nhưng mà phải có con gà. Đúng. Phải có con gà. Phải có người lấy sai. Hoặc là Kuroki có thể đợi ủ lên. Farm đi Miracle tự nhiên làm một vòng. Làm một vòng xong rồi không giết được ai lại đi về. Vâng. Cắm cả Senshi lên trên luôn. Vâng, Kuroki anh ta cần phải nhanh. Không được rồi. Nhanh cũng không làm gì được các bạn ạ. Bây giờ thì Maconcho dính như mình tìm ông Rapture. Insania đang đến trong cái đó. Miracle chém chết vị trí của anh chàng tay gà. Giờ đến sau đây Kodan và Miracle quá chết. Cái gì vậy? Tại sao các thành viên của Liquid thôi lại dí vào để cho Miracle cố để quật như vậy? Ui. Họ bị côn. Họ bị côn. Và chết 4 khi mà Oracle ulti hơi chậm. Cái lượng máu của VA đã đủ để cho Ash có thể sử dụng cái chặt đầu của mình rồi. Và bốc gì? Sao cố. Anh ta còn chậm tay hơn cả Wiha. Cái này thì đã bị deny này. Một game đấu mà Liquid đang thi đấu nó cực kỳ tệ hại. Vâng, Wiha anh ta không làm chúa hề ở trong trận đấu này nữa rồi. Rất là chuẩn chỉ, nhanh tay hơn. Sau đó sử dụng cho mình một cái illusion để có thể deny cái bounty khi biết rằng cái tốc độ di chuyển của con Invoker tàng hình sẽ là lớn hơn mình. Vâng, giết 4 và sau đó là ăn được 3 cái bounty. Nó khiến cho cái network chênh lệch bây giờ đã là 7k rồi. Ôi ôi. Và sau đây Miracle anh ta chỉ còn cách cái BKB 500 tiền nữa thôi. Cái gì đây? Một con Sven quá giàu. 16 phút 10k network. Archimedes à? Vâng, có vẻ như là chúng ta sẽ có game 3. Và đấy sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Chắc chắn là Liquid sẽ không test đội hình nữa. Họ sẽ không chơi với cái con Hero A đuôi. Giờ thì sao? Làm cố không? Gắng để combo Grapcher. Em nghĩ là Ash nên đóng một cái giáp phản ngay để có thể là đang lên rồi. Với Ash thì sau một nữa ông combo tôi thì tôi bật giáp phản cũng gọi là phản lại. Ừ. Mà tuy có blood này cũng nhiều máu chắc là không chết được blood. Không chết được ta thì cũng phản được nhiều anh ạ. Ồ, nhìn thấy được vị trí của Koiva này. Một silence, một slow, một stun. Nhưng mà cú lốc vừa rồi Boxy nó quá là trách nhiệm. Thêm một cái tự băng ra nữa, rất là cẩn thận để cho anh chàng và có thể lùi về. Trong khi đó thì xem nào, Yuki đã hoàn thành Fury và anh ta sẽ đẩy nhanh cái tự farm. Để thể phần nào đó đuổi Sven thôi, vượt Sven thì hơi khó. Muốn vượt cái con Sven này thì cần phải là con bắt thắng. GS đang hỗ trợ cho Miracle bằng những tình huống Fire Spirit. Và con Doshan này sẽ xong sớm đâu. Wiha bật cả ma luôn. 120 hợp lý. Hoặc là God Strength hoặc là Exorcism. Bật không có ăn cho nó nhanh nhưng mà lâu ăn chậm lắm. 120 đây rồi, có 3 cắn là đủ. Em nghĩ là nên giữ lại cái boss trang của Miracle thì hay hơn, hợp lý. Bây giờ là Miracle sẽ lên gậy xanh, sau đó thì MKB. Vẫn là MKB chẳng MKB có chắc chắn. Cùng kia thì một bình đi lên top khi mà anh ta nhìn thấy Tiny nhưng mà phải có đồng đội à đây. Họ bắt vào một con support số 5 với 3 người vậy. Và ở đây thì cũng có tiếp tục bắt vào Taiga. Taiga có TB nhưng mà Kuroki có Happy luôn. Vâng, rất cục xúc đến từ Kuroki. Rõ ràng là với một con sắp 5 thì anh ta sẽ không có quá nhiều cơ hội để được AP. Bây giờ Vicky sẽ bị giữ chân lại bởi cái Supernova này. Các thành viên của team Nigma đang cố gắng tiếp cận. Và liệu là gì đang bớt kì đấy. Anh ta không, anh ta vẫn phải nằm xuống bằng cái vòng. Bây giờ Miracle một quạt. Vâng, không hề miss, không miss. Miracle quạt hai phát, không biết phát nào. Cái gì vậy? Hai nháy. Và bây giờ anh ta không quan tâm đến Rapture rồi. Ông Rapture thì tôi kệ. Này thì Rapture này. Tiếp tục hướng Hasagi đẹp đến bên phía của Invoker. Nhưng mà anh ta không thể nào mà okay. Không sao, ít ra ít ra là cũng làm cho bên phía đi về. Mà không có mạng coi vàng rồi. Xem nào, 2 điểm, 30%. Còn Miracle đang hơi gấu nhá. Anh ta còn BKB mà. Anh gấu ta được thế làm điều đó.
đang tìm, nhưng đây là trời đêm, thành ra là không đủ range, chính xác là không đủ cái size để cho Ash có thể bật vào. Gì hết cậy lốc, tự bảo vệ mình trước một con Blood có Atos thôi. Trận này xem khác quá nhỉ anh nhỉ? Khác hẳn so với game đấu đầu tiên. Đánh thật rồi đấy, không thấy biết cô nghịch ngu đó thì là yên tâm rồi. Trận trước thì diễn quá. Game trước thì xem video cô cứ kiểu... Trận này thì Kuroki hơi diễn đấy. Nhưng mà đồng đội có vẻ đánh trách nhiệm. Nigma trận này thì Miyako cả Quy Hà đánh trách nhiệm quá, đặc biệt là Quy Hà. Ôi giời, vừa nói dứt câu ổn trượt luôn. Vẫn đang tận dụng cho mình cái exit để có thể chèn ép bên phía Liquid. Xem nào. Để xô thiếu một mảnh to nữa. Em nghĩ là tầm này thì cơ hội dành cho Liquid là vẫn còn. Còn 7k chưa quá nhiều, 7k thôi. Yoko stun với Koiva. Một cái cú côn đôi và cái gì vậy? Ô, nó cô đứng quá gần. Côn đôi luôn và cái lượng sát thương của Sven chém là ăn sang. Pha đấy là Mancho chỉ định côn vào người của Blood thôi, nhưng đúng mà rồi. Oracle lại đứng gần. Oracle này anh ta muốn dí ra để khóa tay Sven lại, nhưng mà lại đủ gần để cho anh có thể côn 2. Nát bét rồi. Và có vẻ đàn như ma. Là game đấu số 3 sẽ có sớm. Ghost Chang và đàn ma, sát creep vẫn còn. Ít nhất là bên phía ở team Nigma họ sẽ ăn cho mình cái trụ này. Rack hay không thì tôi không biết, nhưng mà họ phải làm cái trụ đã. Tầm này thì lượng sát thương đến được Invoker nó là không hề thấm tháp. Boxy chắc là chỉ cố gắng bơm mana thì ok. Bơm mana giải Empower. Đó, giải những Empower cũng khiến cho Miracle chém yếu. Bây giờ Miracle bắn TKB luôn, rất cục xương bắn tay gà, chỉ là 3 quạt. Game này khác hẳn luôn. Tiny Blink vào muốn toát Miracle về nhưng dính ngay một cái lốc của Quy Hà. Chua. Có lẽ anh ta đã dí sắt vào người Tiny rồi. Chỉ cần Tiny vừa bay vào đã đủ cắt lên là lốc lên luôn. Anh ấy không hề kịp xử lý. Đây có phải là Nigma ở game 1 không? Khác các bạn. Khác à? Hay Nigma có hai đội hình? Không. Game 1 thì họ sẽ để cho đội hình 2 đánh. Game 1 thì mấy ông Mafia chơi. Không hiểu kiểu gì các bạn ạ. Một game đấu đầu tiên thì Nigma đánh kiểu A đuôi. Một game đấu số 2 thì họ chơi khác hẳn. Một rack. Cái rên này thì không có khả năng hồi máu thì sớm muộn thì cũng sẽ mất thôi. Sau 20 phút thi đấu thì bên phía ở Nigma họ đã có cho mình một cái mini barack ở khu vực midland rồi. À, đúng là một người chơi trái tay ở mid. Rõ ràng là Boxy thì anh ta không có cái mindset của một người đi mid. Nên là cảm giác là về tầm mid và late game là bắt đầu không biết phải làm gì. Anh thường hay nói một câu là sinh ra ở đâu thì nên chết ở đấy. Đúng. Sinh ra ở bland thì cứ chơi ở bland thôi. Rồi. Côn là đi thôi. Không có gì chạy để mà giải silent đến từ cái con Invoker này cả. Anh nghĩ là em có nên tập đi mid không? Không. Côn. Em đi mid được mà. Sinh ra đâu chết đấy em ạ. Xong rồi, gậy xanh. Úi rồi. Thế nhá. Úi rồi. Úi rồi ôi. Miracle cứ quạt thôi. Em đi mid được mà. Em biết chơi mấy con kiểu Lina, Lino chơi được phép. Được. Em đi mid khoảng rank tầm 4k đổ lại. À 4k. Bây giờ thì phải trừ đi đúng không? Anh phải cho em một cái nick 4k đi. Đúng không? Không có. Các bạn anh em biểu diễn phát ở anh đặc khoái con anh này. Thấy bảo là bên phía Trung Quốc có một cái lối vui ách là Manta. Và có cho mình cả Manta một cái lên CBS à? Manta xong lấy cho mình cái Talon 15 là... À xong rồi Blink vào bật Manta lên để không, cho bóng chém đúng không? Ơi. Blink vào không đủ tốc đánh CBS. Vào đấm cái côn xong Manta ra. Ba con ách đấm liên tục và xoay liên tục chết người luôn. Wow. Ui. Anh nghe. Đang muốn thử. Mấy hôm nữa chơi là phải thử đấy. Nghe quấn không? Và bây giờ thì Miracle một mình anh ta là quạt trả. Insania thì ba chém. Cái gì cơ? Cái gì? Ôi giời ơi. Em không hiểu sao pha đấy là Invoker lại chạy ra. Kiểu ông kia đang bật BKB ấy, xong rồi Invoker Liquid thì họ cũng biết rồi. Họ cũng chán rồi. Quyết định là côn gì luôn. Vâng, một trận đấu và thế trận đảo chiều 100%. Thế nào nhỉ? Game 1 thì rep như con. Game 2 thì rep được. Không biết game 3 thì có phải là một thế trận gọi là căng thẳng hay không đây.